Cả nhà ơi, có một anh shipper để lấy nè cả nhà. Ôi, mùi bịch luôn á nhà ơi. Đó, một cái đơn hàng ship ha. Cô YouTuber lại shipper. YouTuber. Đây, cạnh cảnh nồi nước lèo kìa. Wow, còn có lửa nồi hả? Trời ơi, cả nhà ơi. Để coi mấy giờ. 8 giờ 45 còn có chưa được nửa nồi nữa cả nhà ơi. Cô chú anh chị ơi, mình có muốn thưởng thức bún nước lèo hay là hủ tiếu mì thì mình nhanh nhanh đến 181/43/4 Phan Đăng Lưu, phường 1, quận Phú Nhuận để mình thưởng thức nha cả nhà. Trời ơi. Viên không ngoài. Sắp cháy hàng nữa rồi cả nhà ơi. Chị đẹp của em bên nãy sáng giờ bà đi đâu rồi không biết nữa. Bà lụi cụi thấy thương bà lắm cả nhà. Cả nhà ơi, em thấy khách đến rất là đông rồi cả nhà. Và em thấy có một cái cô rất là quen. Cô này, cô em hay gọi là cô khọt xèo nè cả nhà. Đây nè cả nhà. Đó. Con chào cô. Cô bánh khọt. Ơi. Dạ. Cô à, chú chở cô hả? Dạ rồi, con chúc cô mua mai băng đắt. Cô ơi cô. Trời ơi cô bánh khọt xèo rồi cả nhà. Cô tới ủng hộ bùm bùm ha. Ở chợ thì cô hay ghé cúng chú Năm cũng ủng hộ ăn vặt cho Hồng Loan rất là nhiều luôn. Bữa nay thì bùm bùm thì cô tới hả, ủng hộ bùm mấy lần rồi đó cả nhà. Bữa khai trương cô cũng có ủng hộ nè. Ông ngoại. Mà khách đông quá mà order cũng rất là nhiều rồi cả nhà. À, hủ tiếu bò viên bùm bùm ha, bún nước lèo, bún cũng vậy. Bún bò viên bùm bùm nữa nè, mì bò viên bùm bùm luôn, mì hấp cẩm luôn. Thì cũng có. Đó, à, bò viên nè cả nhà. Hồi nãy thì em thấy là anh shipper anh giờ tới rất là nhiều bò viên nha. Ngon quá cả nhà ơi, bò viên dai dai, ngon lắm luôn. À cả nhà ơi, bùm bùm đang nhập một cái số lượng lớn bò viên rồi nha. Mày shipper mới đem đến nãy nè cả nhà. Mà không biết là có ship không ta? Thế là bữa nay có bán bò viên đem về ha chị ha. Hôm qua thì cháy hàng không có bán đem về được, bữa nay là được hết đó nha mọi người. Cả nhà ơi, hiện tại khách quá trời luôn cả nhà. Bà chủ quán bún bò viên cũng tới rồi ha, bùm bùm. Bà bủi chủ với cậu chủ mới tới. Bà chủ trụng cái gì không? Bà chủ bên đây trụng cái tiếu luôn á nha. Chơi thấy thương một bùm luôn á nhà ơi, giỏi lắm luôn. Liên tục tay chân không có nghỉ luôn á. Ở này ở đâu gì không? Mấy cô kêu chừng heo đi rồi vô. Viên ngân. Có bún không vậy con? Thịt có cô. Bún cơ. Tô bún còn đi hả con? Dạ. Có chút xíu nha con. Để xíu nha mấy cô. Cái cháu có làm như là người ta trước thì làm như vậy. Dạ con YouTube. Cô đón thôi. Đón thử cây con lại. Nhớ luôn á. Bánh sưng. Dạ chắc ít coi kênh con. Dạ. Dạ. Tâm sư phố. Anh Tâm sư phố mới đi ra đó cô. Dạ. Chở cô lại hả?
gì? Con nắng xuân. Nắng. Dạ, chắc ít coi kênh con ha. Dạ. Bạn em là anh không không? Đúng chưa? Ở dưới lên hả? Ngoài gặp người quen. Mấy cô vui quá cả nhà, mấy cô dễ thương lắm cả nhà. Quá tuyệt vời luôn. Cố ngoại, người quen của ngoại cả nhà. Nói chung là những cô này là khán giả, là người quen thôi. Đến ủng hộ bùm, mấy cô rất là vui. Mấy cô ở quận 1. Quá tuyệt vời. Bà chủ. Bữa nay bò viên vừa mới nhập về rất là nhiều luôn cả nhà. Nên là cô chú anh chị muốn mua mang về thì có hết nha cả nhà. Hôm qua thì thiếu phải đi qua bên cậu lấy thêm. Đó, bên này thì rất là nhiều. Ủa sao có cái bịch nhỏ ở đâu nè? Làm đi chưa làm? Ừ. Bịch nhỏ, bịch tới. Nhỏ giống tôm mẹ, đụng tới. Cái gì? Cái gì ăn khỏe vậy? Mình ra coi cái nồi nước lèo ha cả nhà ha, còn ít lắm á nha. Ôi dùng hết rồi, ôi sắp cạn rồi cả nhà ơi, sắp hết rồi. Cả nhà, mấy cô vừa tại mấy cô nè cả nhà, mấy cô nãy vui. Dạ. Hồi nãy vừa sợ mấy cô không cho quay, con không dám quay. Giờ thấy mấy cô vui nè, quay là xíu vui. Ba mẹ. Con hả? Mấy cô đang ngồi chờ đó nha. Có một cái xong về kêu anh chở ra nữa nha. À, đấy anh chở một cô lại hả? Dạ. Ồ. Dạ. Dạ mình ra ngay giờ Hồng Loan mình đón taxi cũng được mấy cô, đi bộ một xíu cũng được. À, mấy cô rất là vui ha cả nhà, bữa nè khách nè, đó cô chú chị, đó bà chủ nè.